Cuối thời Lê Sơ, thế nước suy vi, lòng dân siêu tán, Mạc Đăng Dung với tài năng của mình ngày càng khẳng định được vị thế quan trọng trong triều. Năm 1527, trong bối cảnh được cho là lòng người đều hướng về Mạc Đăng Dung, ông đã phế truất vua Lê, lập ra vương